Tiếp tục sáng nay thì rất là có nhiều khách hàng tới, hai vị khách hàng ở phía bên trong thì test một cái bàn Mr. Dinacord CMS 1000, còn một cái anh khách đẹp trai đang đứng ở giữa là tới test một cái sấp hầm 6 tấc nha mọi người, sấp khủng long bầu chúa. Anh cùng Bến Tre lên luôn, vậy là đồng hương với bác kia rồi. Ê, họ thăm nhau có quen không? Còn bên cái chị nhà này đi với anh nhà tới thử một cái bàn Mr. Dinacord CMS 1000. Đây. Mr. Dinacord CMS 1000 thì anh ấy là đã thử xong xuôi hết rồi. Giờ anh này lấy một cái sấp 6 tấc hàng khủng long bầu chúa trước, rồi sau xong xuôi thì anh sẽ lấy thêm một cái bàn Mr. Dinacord CMS thêm 1000 nữa. Rồi, bác bên kia thì đang thanh toán tiền cái cặp bắt neo này rất là nhẹ luôn nha mọi người. Anh kỹ thuật viên anh đang chui vào để anh kết nối cái thằng bát neo cái dòng sấp 6 tấc này để test cho khách hàng. Thì các bạn đợi một xíu nha, rồi mình sẽ test nhạc cho anh em. Rồi hiện tại thì bây giờ mình đang kết nối lại, mình để mình test cái sấp 6 tấc đơn cho anh khách hàng ở dưới bên tre lên. Đây là sấp 6 tấc đơn nha mọi người, hàng khủng long bảo chúa. Mỗi lần test là khách hàng qua chửi. Mỗi lần test là hàng xóm qua chửi. Khổ lắm, đánh rung nhà rung cửa hết. Nếu như mà chúng ta test sấp thì các bạn muốn nghe được tiếng sấp thì các bạn có thể là đeo tai phone vào, hoặc là chúng ta là có thể là kết hợp xin giới thiệu với mọi người, đây là bát 660 nha. Bát 660 mình đang test cho anh khách ở dưới Bến Tre này. Mặt được sơn bóng luôn, chống thấm nước giúp cho chúng ta tốt hơn nha. Màng 3 vân. Vâng, với cái thằng sấp bát 660 này thì từ 2.2 coi 100. Bác này lấy một cặp bát về để ráp theo phù hợp với cái dàn của bác này ở dưới Bến Tre.
thôi. Về cái dòng Bass 60 này thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn rồi, thì mình sẽ để cái link ở phía dưới cho các bạn xem thêm về cái hiểu rõ hơn về cái Bass 60 này nhé. Từ của nó là 220 coi vượt 100 thôi, nhưng mà đánh rất là lực nha. Đây là mặt sau của nó này, các bạn thấy cụ từ của nó nha. Đây là lỗ thông hơi của côn này. Màng của nó sừng sùi nhìn rất là cứng cáp ha. Rồi ok anh em. Anh em quan tâm về những cái dòng bass rồi hoặc là những về cái linh kiện thiết bị âm thanh sân khấu thì anh em có thể liên hệ với hai số điện thoại 0938 88 4126 hoặc 0909 377 416. Anh em ở gần thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta là có thể là đến cái địa chỉ là 393 Lũy Bông Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh để chúng ta trải nghiệm thực tế hơn về những cái dòng sản phẩm âm thanh sân khấu mà bên chúng tôi là đang có và đang bán kinh doanh với các bạn nha. Anh em nhớ like và đăng ký kênh để quan tâm, để theo dõi những clip tiếp theo chúng tôi giới thiệu sản phẩm. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.